À, em xin chào tất cả các bác đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em phát hiện một con nhện nó đang bò trên tường khổng lồ luôn. Nó đang ăn mồi sau này các bác. Để quay cận cảnh cho các bác xem này. À, nó đang ăn mồi sau này. Con nhện khổng lồ luôn này. Đã chưa? Nó đang ăn mồi. Khổng lồ nó ăn mồi này. Nhìn lại cho các bác. Ghê chưa? Nó ăn mồi đã to chưa, nó bắt mồi nó ăn ghê chưa, để mình qua cực to luôn này. Rồi nó ăn mồi nhìn đã chưa, nhìn cái chân nó cực to luôn. Rồi. Sợ chưa có. Rồi. Siêu phẩm con dây to chưa. Rồi, các bạn nhìn nhau ghê chưa, siêu tác phẩm luôn này. Đó, quay bên dưới cho con xem này. Nhìn được cái ăn mồi của nó này, nhìn lại chưa có. Đó, ăn mồi này, nó là con mồi nó ăn, nhìn lại chưa, to chưa, nhìn rất chi là sợ luôn các bạn. Một con nhện khổng lồ siêu to đang bậu trên tường tường nghèo, nhìn siêu phẩm cực to luôn này con. Nhìn mắt nó sợ chưa con, em chuyển cho con xem. Đó. Nhìn mắt nó sợ chưa, nhìn đồ sợ chưa, nhìn con nhện này nó nhìn cái mắt nó hoe luôn kìa, cực sợ thì thật đấy con ạ. Úi giời, ô con nhện này